Tiếp nối chương trình, Thúy Hằng xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tổng hợp. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Phát hiện bàn thờ đầu lâu hơn 1.000 năm trong hang. Tạp chí Life Science hôm 30 tháng 4 đưa tin năm 2012, khi phát hiện khoảng 150 hộp sọ người trong một hang động ở Mexico, cảnh sát địa phương ban đầu cho rằng đây là hiện trường một vụ án. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy những người này không chết gần đây. Thay vào đó, các hộp sọ tồn tại từ thời tiền Tây Ban Nha, khoảng năm 900 đến 1200, và rất có thể là nạn nhân của nghi lễ hiến tế. Sau khi phát hiện, các chuyên gia chuyển xương ra khỏi hang động và đưa đến Viện Nhân chủng học lịch sử quốc gia Mexico để cảnh sát và các chuyên gia phối hợp cùng điều tra. Các hộp sọ được phát hiện trong một khu vực khét tiếng về bạo lực và buôn người. Bên cạnh đó, cũng không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy ngay người chết thuộc thời kỳ tiền Tây Ban Nha. Sau khi phân tích, nhóm nghiên cứu xác định các hộp sọ đã hơn 1.000 năm tuổi, chủ yếu thuộc về phụ nữ trưởng thành. Ngoài trừ xương của ba trẻ sơ sinh, ngoài ra không hộp sọ nào còn răng. Điều này cho thấy một jambari hay là bàn thờ đầu lâu từng tồn tại trong hang. Lý do là xương trong hang hầu hết là hộp sọ hoặc mảnh vỡ của hộp sọ và không có bộ xương hoàn chỉnh nào. Đây là giá đỡ làm bằng gỗ mà người Aztec và các nền văn hóa khác ở Trung Bộ Châu Mỹ cổ đại dùng để trưng bày hộp sọ của các nạn nhân hiến tế. Đầu của họ bị đâm xuyên qua thái dương và đặt lên cọc giống như những hạt trên bàn tính. Theo học giả Juan T. Gosicodroy, người từng giảng dạy tại khoa tiếng Tây Ban Nha của Đại học Mascaltaristota, nhóm nhà khoa học đã tìm thấy dấu vết của những cọc gỗ bên cạnh các hộp sọ, cung cấp thêm bằng chứng về một jambari. Đây không phải là lần đầu tiên jambari được phát hiện ở Chiapas. Những năm 1980, người ta cũng phát hiện 124 đầu lâu, tất cả đều mất răng trong hang Pocatat. Tương tự, vào năm 1993, trong quá trình khám phá hang Devil Tabasco, người ta tìm thấy 5 hộp sọ được cho là bị đặt trên khung gỗ. Các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục nghiên cứu khảo cổ trong khu vực và cho biết, nếu các cá nhân phát hiện những địa điểm như vậy, họ nên liên hệ ngay với chính quyền. Ả Rập Saudi gieo mưa nhân tạo ở 3 thành phố. Kỹ thuật biến đổi thời tiết nằm trong nỗ lực tăng lượng mưa hàng năm, vốn chỉ ở mức 100mm một năm ở Ả Rập Saudi lên 10 và 20%. Gieo mây cloud seeding là kỹ thuật bao gồm đưa hóa chất vào mây, ví dụ hạt IF bạc nhỏ để tăng thêm mưa từ đám mây. Cách này khiến những giọt nước tập trung xung quanh hạt IF bạc. Giọt nước va vào nhau hình thành giọt lớn hơn và tăng khả năng mưa rơi. Là một trong những đất nước khô cằn nhất thế giới, dự án của Ả Rập Saudi hướng tới giảm bớt tình trạng sa mạc hóa thông qua tăng lượng mưa. Đây là một trong những mục tiêu của Ả Rập Saudi Xanh, một sáng kiến nhằm tăng thảm thực vật và khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu. Theo Giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia kiêm quản lý chương trình gieo mây, cho biết phòng vận hành chương trình mở cửa hôm 25 tháng 2 ở trụ sở trung tâm và chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh gần thủ đô. Các nhà khoa học nhấn mạnh họ đã đáp ứng mục tiêu về kết quả và khung thời gian của hoạt động gieo mây. Chương trình sẽ theo dõi sự hình thành mây trên cả nước để tìm địa điểm gieo mây tối ưu. Nhà chức trách cũng sẽ sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường nhằm tăng lượng mưa ở các khu vực trong mục tiêu. Gieo mây là một trong những phương pháp hứa hẹn để bảo tồn cân bằng nước một cách an toàn, để điều chỉnh và hiệu quả về chi phí. Công nghệ tương tự đang được sử dụng ở nhiều nước. Trung Quốc đã chi hàng tỷ Mỹ Kim để biến đổi thời tiết trước các sự kiện lớn, như Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Năm 2025, nước này sẽ có hệ thống biến đổi thời tiết gây mưa nhân tạo trên 5,5 triệu km2 và hạn chế mưa đá trên 580.000 km2.
Wikimedia ngừng nhận tài trợ bằng tiền mã hóa. Wikimedia Foundation tổ chức phi lợi nhuận điều hành dự án Bách Khoa. Toàn thư mở trực tuyến Wikipedia vừa tuyên bố sẽ ngừng nhận tài trợ bằng tiền mã hóa. Theo trang tin The Verge, năm ngoái, Wikimedia Foundation nhận 130.000 Mỹ Kim tài trợ ở dạng tiền mã hóa. Các nguyên nhân chính khiến cho họ không nhận tài trợ bằng tiền này nữa là vì các lo ngại liên quan yếu tố gây tổn hại môi trường từ hoạt động đào tiền ảo cũng như những gian lận có thể liên quan. Theo thông tin ngày 1 tháng 5 trên trang web Wikipedia, ở mục Wikimedia Foundation, họ cho biết sẽ đóng tài khoản BitPay để không còn nhận tài trợ bằng tiền mã hóa trong thời gian tới. Trước đó, sau khi thảo luận rất lâu với gần 400 thành viên của cộng đồng Wikimedia Foundation, kết quả bỏ phiếu cho thấy đa số thành viên ủng hộ việc không nhận tài trợ bằng tiền mã hóa. Trong năm 2021, Wikimedia Foundation nhận được 130.100 Mỹ Kim tài trợ bằng tiền mã hóa, chỉ chiếm 0.08% tổng số tiền tài trợ quỹ này nhận được. Sau cuộc bỏ phiếu với cộng đồng nói trên, Wikimedia Foundation tổ chức thảo luận nội bộ và đi đến quyết định cuối cùng là không nhận tài trợ tiền mã hóa nữa. Từ năm 2014, Wikimedia Foundation bắt đầu nhận tài trợ bằng Bitcoin Cash, nhưng đã có những vấn đề phát sinh khiến tổ chức này phải đánh giá lại chính sách đó. Đáng chú ý là vào tháng 1 năm nay, bà Molly White, một biên tập viên kỳ cựu của Wikipedia, là nhà sáng lập trang web It's Going Just Great, đề nghị Wikimedia Foundation nên ngừng nhận tiền mã hóa. Bà White nói việc này đi ngược lại cam kết của tổ chức đối với sự bền vững của môi trường, và nó cũng là tín hiệu cho thấy Wikimedia Foundation ủng hộ các kiểu đầu tư mang tính chập giật. Ngôi sao Fast and Furious hợp tác với Orange County chống đua xe trái phép. Một video thông báo công cộng mới nhằm chống đua xe trái phép trên đường phố bắt đầu chiếu trên truyền hình và mạng xã hội kể từ thứ Sáu ngày 29 tháng 4. Trong đó có diễn viên nổi tiếng trong phim Fast and Furious và em trai của một diễn viên đã quá cố. Theo OC Register, cuối đoạn video, anh Cody Walker, em trai tài tử quá cố Paul Walker nói: "Các bạn ơi, hãy sống có trách nhiệm. Có người đang chờ các bạn ở nhà." Ông Todd Spicer, chánh biện lý Orange County, công bố thông báo này trên sân thượng tòa nhà đậu xe ở Santa Ana, xung quanh là vài chiếc xe dùng trong đoạn video. Và kế bên là Sean Kang, người đóng vai Hang Lu trong Fast and Furious, cùng hai người thân của cư dân Orange County chết vì đua xe trên đường phố. Sean Kang và Larry Chang, nhà nhiếp ảnh xe hơi thương mại, là đạo diễn chính và đạo diễn hình ảnh cho dự án này. Nhận thấy không có thông báo công cộng nào về mối nguy hiểm của nạn đua xe trái phép trên đường phố, ông Spicer liên lạc với người quen từng tham gia vài tập phim Fast and Furious để hỏi xem có diễn viên nào muốn giúp lan truyền thông điệp này hay không. Sun Kang đồng ý hôm thứ Sáu. Diễn viên gốc Nam Hàn cho biết ban đầu anh cũng ngần ngại, nhưng nghĩ đến mục đích tốt đẹp của dự án, anh chấp nhận tham gia. Đoạn video dài 1 phút gồm nhiều cảnh xe đua nằm trên đường đua, rồ máy và đua. Có thể nghe thấy giọng Khuôn Giang giải thích tại sao người ta mê đua xe, để xả bớt năng lượng, giao du với bạn bè và lái nhanh một chút và liều lĩnh một chút. Sau đó là cảnh Cody Walker đứng trước xe đua màu trắng nói câu cuối cùng như trên. Rồi video hiện lên dòng chữ: "Chúng ta đang mất quá nhiều người thân yêu do đua xe đường phố." Các diễn giả trong thông báo khuyến khích ai muốn đua xe thì đến trường đua. Bà Kimberly Edge, phát ngôn viên biện lý của Orange County, cho biết Avondale Speedway là nơi đua xe an toàn. Ông cụ trăm tuổi người Brazil nhận kỷ lục Guinness Thế giới với thành tích 84 năm làm việc liên tục chỉ cho một công ty. Nhảy việc là điều xảy ra khá thường xuyên trong cuộc đời đi làm của mỗi người, nhưng điều này lại không xảy ra với cư dân cao niên người Brazil. Đầu tháng 1 năm 2022, ông Walker Othman chính thức được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là nhân viên làm việc tại một cơ quan lâu nhất thế giới, với tổng thời gian là 84 năm và 9 ngày. Ông Walker Othman vẫn nhớ như in ngày đầu làm việc với vị trí trợ lý giao hàng tại công ty dệt may Industry Renox SE, hiện là Renoview, có trụ sở tại thành phố Santa Catarina của Brazil. Đó là ngày 17 tháng 1 năm 1938, khi ông vừa tròn 15 tuổi. Vào thời điểm đó, gia đình ông gặp khó khăn về tài chính khiến ông quyết định ra đời sớm. Là một người chăm chỉ, ham học hỏi và thử thách cái mới, chỉ một thời gian ngắn sau đó ông được điều động sang bộ phận kinh doanh, rồi tiếp tục được giao vị trí quản lý phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty.
Năm 1950, khi hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng phát triển, ông Walter Ullmann là một trong những nhân sự chủ chốt giúp mở rộng phạm vi hoạt động của doanh nghiệp bằng cách các chuyến công tác đến các địa phương để gặp gỡ tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho công ty. Đối với ông, Ullmann có được một công việc đồng nghĩa với việc cần có mục tiêu, sự cam kết và lòng trung thành. Với ông, Ullmann, văn phòng làm việc là một trong những địa điểm mà ông yêu thích nhất, và kỷ lục thế giới mà ông được trao tặng lần này chính là phần thưởng mà ông